Kính thưa quý vị và các bạn, văn phòng tôi thì mỗi năm tôi có đặt báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh các bạn ạ. Tôi đọc báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh nè. Thì dân nhà luật mà phải đọc báo để update những cái kiến thức pháp luật. Và tôi nghĩ rằng là cái kiến thức pháp luật cũng sẽ theo với quý độc giả của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, để chúng ta cũng có thể mở rộng thêm những cái kiến thức pháp luật. Có thể những cái câu hỏi, những cái vấn đề mà chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta đưa đến cho quý vị, nó cũng mang một tính chất đơn giản quá. Tại vì văn phòng ở vùng quê cho nên chỉ có như vậy thôi. Thôi thì chúng ta sẽ có những cái bài bình luận từ cái góc nhìn của luật sư để cho quý vị và các bạn hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Hôm nay chúng ta sẽ đi về việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Trước đây thì tôi cũng đã nói cho quý vị và các bạn vậy đó. Chó cắn người, đó là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Cây đổ qua nhà hàng xóm là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Trong một cái câu chuyện của báo pháp luật hôm nay thì tôi cũng muốn đưa lại cái vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Và trong cái quá trình đọc báo thì tôi cũng sẽ bình luận, sẽ đưa ra những cái ý kiến pháp lý để chúng ta cùng nhau nâng lên cái sự phát triển của kiến thức pháp luật Việt Nam đúng như phương châm dân ta phải biết luật ta các bạn nhé. Phải bồi thường 2 triệu đồng vì chặt 6 cây cao của nhà hàng xóm. Bài này trên trang 7 của báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh do phóng viên Tân Sơn. Nguyên đơn cũng yêu cầu tòa án buộc bị đơn phải chịu chi phí định giá cho cây cao là 500.000 đồng để hoàn trả vì bà đã đóng tạm ứng trước đó. Một cái câu hỏi đặt ra là những cái chi phí tạm ứng này thì ai là người chịu trách nhiệm? Thì thông thường nếu trong trường hợp khách hàng của tôi là nguyên đơn thì tôi sẽ nói với họ chi phí nó không đáng kể. Nếu trong trường hợp quý vị là nguyên đơn thì thôi mình chịu để mất công lại ghi nhận ra vào phiên tòa. Đó là quan điểm cá nhân của luật sư thôi. Còn thì nếu trong trường hợp chúng ta đã tạm ứng cái chi phí cho với vai trò nguyên đơn thì sau này chúng ta không đồng ý thì tòa án cũng sẽ căn cứ và xét cái yêu cầu theo cái nguyện vọng dựa trên pháp luật các bạn nhé. Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Tri Tôn, An Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng khá hy hữu giữa nguyên đơn là bà S và ông O. Tại đơn khởi kiện, bà S trình bày chiều ngày 17 tháng 7 năm 2017, bà số 7 hết ha. Ông O tự ý cho người qua vườn cau nhà bà đốn hạ cây cau khi chưa được sự đồng ý của bà. Theo bà S, vườn cau bà có từ thời xưa, trong khi căn nhà của ông O mới xây dựng khoảng năm 2015. Vườn cau nhà bà và nhà ông Ô cách nhau bằng một cái tường rào khoảng 2 mét. Nếu cây cao có ngã đổ thì cũng chỉ đè lên tường rào, chứ không thể ngã làm đến cửa sổ nhà ông Ô như trình bày. Bà S cũng thừa nhận một số 7 cây cao trên chỉ có một cây chết khô ngã trên tường rào. Sau đó ông Ô qua nhà bà thông báo bà có đến xem và nói sẽ chặt hạ cây cao này mang về nhưng chưa kịp làm. Sau đó ông Ô đã tự ý kêu người sang cưa cây 7 cây cao, trong đó có một số cây bà đồng ý cho hạ. Vì thế bà khởi kiện yêu cầu ông Ô bồi thường 6 cây cao trị giá là 4,2 triệu đồng, mỗi cây 700.000 đồng. Đối với ý kiến ông Ô thì cho rằng bà đã đồng ý ông chặt cây bởi vì vườn cau là tài sản, là nguồn thu nhập chính của bà. Trong quá trình giải quyết vụ án tòa, bà S đã rút một phần yêu cầu bồi thường, chỉ yêu cầu bồi thường hơn 2 triệu đồng. Thì chắc là trong cái quá trình
bà S khởi kiện yêu cầu cái giá trị bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là 4,2 triệu. Tuy nhiên là tỷ lệ định giá của tòa chỉ có tổng 6 cây, chỉ có khoảng 2 triệu, cho nên bà rút lại yêu cầu khởi kiện. Các anh chị đã giải thích cho bà để bà rút lại một phần yêu cầu khởi kiện mà trước đây luật sư cũng đã hướng dẫn cho quý vị và các bạn. Ta kiện 100, tuy nhiên sau này thì ta chỉ khởi kiện có 60% thôi, trong trường giống như trường hợp của bà S. Bị đơn là ông Ngô trình bày, lúc ông chặt cây cao là thời điểm đang có cơn bão số 5 nên giông gió mạnh. Lúc này một cây cao khô chết ngã đổ trên tường rào của ông và làm mẻ phần lam cửa sổ. Ông có sang trực tiếp gặp bà S thông báo và nói kêu người chặt cây này đi. Lúc này bà S nói sẽ cưa các cây cao còn lại và khả năng đổ, nhưng không nói rõ là bao nhiêu cây và đã được bà S đồng ý. Mâu thuẫn rằng là bà S không ở tại ngay chỗ cái vườn, bà S ở chỗ xa. Ông nguyên đơn không có đến hỏi, ông nói thôi chặt cây đi, cây nó đổ. Bà S nói là chặt nhưng mà hai bên vẫn không thống nhất là số lượng là 1 cây hay 7 cây, dẫn đến cái việc là ông chặt luôn cả 7 cây. Vì thế ông S đã bỏ ra 150.000 đồng thuê người sang vườn cao nhà bà S cưa hạ 7 cây cao có khả năng đổ ngã. Nay bà S yêu cầu bồi thường thiệt hại 6 cây cao thì ông không đồng ý. Và lý do trước khi ông cưa cao có sự đồng ý của bà S. Phản pháo lại như thế nào đây? Tại phiên xử sơ thẩm, bà S yêu cầu ông Ô bồi thường theo kết quả định giá ngày 15 tháng 8 năm 2018 của tòa án theo giá mỗi cây cao là 345 đồng nhân 6 cây, tổng cộng là 2.070.000 đồng. Bà S cũng đã yêu cầu tòa buộc ông Ô chịu tiền chi phí định giá các cây cao để hoàn trả cho bà là 500.000 đồng đã tạm ứng. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Tri Tôn nhận định ông Ô cho rằng trước khi cưa ngã hạ 7 cây cao, ông được sự đồng ý cho phép của bà S, nhưng qua ý kiến tại các lần hòa giải cũng như tại phiên tòa, bà S không thừa nhận việc này nên không có cơ sở chấp nhận trình bày yêu cầu của ông Ô. Tranh chấp rồi đó các bạn. Ông Ô đến nhà bà S nói rằng là cây già cây cao nhà bà đổ qua, giờ tôi chặt nha. Bà S nói ừ chặt đi. Tuy nhiên hai bên thống nhất không có sự một cái cơ sở nào cho rằng là chặt 7 cây hay là chặt 1 cây. Mà ông S cũng đã chặt tới 7 cây. Cho nên bà cho rằng là cái việc này là ngoài ý kiến của bà, cho nên bà yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Phán quyết của tòa án thế nào các bạn ha? Người được ông Ô thuê trực tiếp cưa hạ 7 cây cao theo sự chỉ dẫn của ông Ô với giá tiền công là 150.000 đồng, được tòa án xác định tư cách tố tụng là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Theo tòa, người này không có lỗi. Ngoài ra, bà S cũng không có yêu cầu người này bồi thường nên hội đồng xét xử không xem xét. Từ những nhận định trên, hội đồng xét xử đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà S, buộc ông Ô phải bồi thường 2.070.000 đồng và đã chặt 6 cây cao của bà S. Tòa cũng tuyên buộc ông Ô phải chịu 500.000 đồng là tiền chi phí tố tụng cho việc định giá cây cao. Các bạn thấy không? Thêm một cái ví dụ nữa, thêm một cái video nữa để cho quý vị và các bạn biết những cái quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Trong trường hợp này là bồi thường thiệt hại do 6 cây cao không được sự đồng ý mà đã chặt phá cây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin trân trọng cảm ơn.